đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, miền Trung có thể còn kéo dài nhiều ngày tới. Dự báo, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở miền Bắc phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nóng lần này ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 21 tháng 6, tức thứ tư tuần tới. Miền Trung, nắng nóng kéo dài ít nhất 10 ngày tới. Vùng nóng tập trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Vâng ạ, nắng nóng kéo dài như vậy thì cần phải đề phòng với nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư, bởi là nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ sẽ xảy ra cháy rừng nữa. Vâng, và mới đây thôi thì cũng đã xảy ra một vụ cháy nhà thương tâm ở thành phố Nha Trang, khiến cho ba ông cháu bị chết ngạt. Sự việc này thì tiếp tục gia tăng nỗi lo ngại về hỏa hoạn, nhất là lúc này chúng ta cũng đang ở giữa mùa nắng nóng. Vâng, làm thế nào để có thể nhận diện sớm các mối nguy có thể xảy ra? Và khi xảy ra cháy nổ thì làm cách nào để kịp thời ứng cứu? Những câu hỏi như vậy một lần nữa đặt ra tại các khu dân cư. Và đây cũng là lý do mà các địa phương cần tiếp tục tăng cường vai trò của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Một đoạn clip bất cứ ai nhìn cũng ám ảnh. Buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy bắt đầu như vậy. Tham gia tập huấn là đại diện của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang. Dẫu lâu nay đã được trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, nhưng cứ thêm một lần được tập huấn, họ lại rút ra được nhiều bài học. 10 tổ dân phố ở phường Vạn Thạnh đến lúc này đã lập được 45 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Mô hình này á mang lại một cái sự đoàn kết rất là tốt ở trong cái khu dân cư, cái tổ dân phố, bởi vì là họ sẽ chung cùng nhau, nói chung là nhà nhà gần gần liền kề với nhau thì họ sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hỗ trợ, và đặc biệt là các cái trong cái công tác phòng cháy chữa cháy này. Tổ trưởng tổ liên gia thi thoảng đến các gia đình trong tổ vừa kiểm tra vừa nhắc nhở kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Chuông báo cháy lắp đặt ở mỗi gia đình, mỗi khi xảy ra hỏa hoạn kịp thời báo động cho các gia đình trong tổ liên gia để cùng nhau ứng cứu theo phương án đã chuẩn bị từ trước. Khi mà hỏa hoạn thì các hộ sẽ nhấn cái chuông báo động để kịp thời ra ứng phó, để hạn chế được một phần nào của đám cháy trong lúc mà chờ đợi cái lực lượng cứu hộ tới. Nhiều khu dân cư ở Nha Trang nằm sâu trong những con hẻm nhỏ. Một khi xảy ra hỏa hoạn thì xe chữa cháy khó mà tiếp cận. Bởi vậy, việc tự chuẩn bị phương tiện, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy ở từng hộ gia đình, cùng nhau gắn kết qua các tổ liên gia chính là cách để sớm kiểm soát mối nguy cháy nổ cũng như kịp thời xử lý đám cháy. Một ngôi làng cổ có tên Brian tại Thụy Sĩ đã thoát khỏi cảnh bị vùi lấp bởi một trận lở đất đá trong gang tấc. Cư dân của ngôi làng này cũng đã được yêu cầu sơ tán từ tháng trước vì lo ngại sạt lở đất. Chính quyền địa phương cho biết những khối đá đã lăn xuống triền núi và thiếu một chút nữa thôi là có thể đổ ập vào ngôi làng. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy khối đất đá đã dừng lại ngay trước khi kịp phá hủy ngôi nhà. Giới chức địa phương dự kiến sẽ điều trực thăng bay qua khu vực này để đánh giá tình hình và phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn. Một người tử vong và một người bị thương nặng trong vụ sạt lở tại công trường thi công đào đèo Pren, tỉnh Lâm Đồng. Theo công an thành phố Đà Lạt, vụ việc xảy ra ngày trưa ngày hôm qua. Trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ ta luy công trình đèo Pren, hai công nhân đã bất ngờ bị một khối đất cao 6m, dài khoảng 20m sạt lở đè, lấp người. Một người tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, người còn lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Tình hình thiên tai tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sạt lở bờ sông. Tại Cà Mau thì từ đầu năm đến nay đã xảy ra 102 vụ, tổng chiều dài gần 3.000m và tổng thiệt hại đến thời điểm hiện tại lên đến 200 tỷ đồng. Rất nhiều tuyến đường rồi nhà cửa của bà con đã trong tình cảnh tan hoang. Như thế này đây, quý khán giả nhìn thấy trên màn hình. Và cuộc sống người dân, đặc biệt là tại vùng nông thôn, đã rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, Sở đang làm công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, xem xét hỗ trợ kinh phí Cà Mau 221,84 tỷ đồng để xử lý khắc phục khẩn cấp 77 vị trí sạt lở, chiều dài 2.773 mét. Sở còn cho biết, tất cả nguồn quỹ phòng chống thiên tai, nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh chỉ đủ khắc phục một số vị trí sạt lở, còn rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng chưa thể xử lý được vì thiếu kinh phí.
Cơn bão Pibayoy hôm 14 tháng 6 đã quét qua khu vực Tây Bắc của Ấn Độ gây mưa lớn và lũ lụt. Hơn 100.000 người dân Ấn Độ đi sơ tán trở về nhà sau trận bão bỗng trở thành những người vô gia cư khi mà nhà cửa đã bị cuốn trôi và họ đang phải đối mặt với một tương lai bất định. Gia đình ông Reese cố gắng thu nhặt những vật dụng còn sót lại sau khi ngôi nhà của ông gần như bị phá hủy hoàn toàn khi cơn bão Pibayoy càn quét ngày 16 tháng 6 vừa qua. Thành phố ven biển Manvi, bang Gujarat, Tây Bắc Ấn Độ là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão. Mọi thứ đều bị cuốn đi hết, chỉ còn ít giấy với vài cái túi, chẳng còn gì cả. Mất nhà, mất cửa, gần như mất sạch tài sản, cũng là tình cảnh của nhiều người dân nơi đây. Đi dọc con đường ven biển này, rất nhiều gia đình đang rời bỏ chỗ ở cũ để tìm đến các khu nhà tạm được giới chức địa phương chuẩn bị trước. Chúng tôi đang cố gắng giúp người dân ổn định càng sớm càng tốt. Hệ thống cung cấp điện, nước đang được khẩn trương hồi phục. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, khi đổ bộ vào nước này, bão Pibayoy có sức gió lên tới 125 km/h, được xếp loại cơn bão cấp độ 1, mạnh nhất trong thang bậc gồm 5 cấp. Cơn bão gây mưa gió dữ dội, làm đổ gãy hàng trăm cây cối và cột điện, khiến 1.000 ngôi làng bị mất điện. Dịch vụ đường sắt phải tạm ngừng. Tại bang Gujarat, bão lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi và 23 người bị thương. Hiện bão đã suy yếu, mưa đã ngớt, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, khu vực Tây Bắc Ấn Độ. Cục khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về đợt sóng nhiệt đầu tiên của mùa hè năm nay tác động đến 13 vùng miền trên toàn Hàn Quốc. Dự kiến là đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài đến ngày mai. Khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra ở Hàn Quốc khi mà nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp hoặc là sẽ có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đột ngột hoặc là sóng nhiệt kéo dài. Trong ngày hôm qua, nhiệt độ ban ngày ở Hàn Quốc dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C. Cảnh báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết là trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đang cao hơn khoảng 1 độ C so với mức kỷ lục được xác lập vào tháng 6 năm 1979. Các chuyên gia về khí tượng chỉ ra rằng nếu xét tới hiện tượng El Nino năm nay có thể là sẽ nóng hơn cả năm nóng nhất trong lịch sử là năm 2016. Quá nguy hiểm. Thực sự tôi không hiểu là người lái xe có bị sao nhãng hay không mà không nghe thấy tiếng còi kéo liên tục và cũng không nhìn thấy tàu hỏa đang đến. Đây là một tình huống tôi nghĩ là quá may mắn cho người lái xe tải khi chỉ bị thương nhẹ. Chuyển sang cảnh báo thời tiết, nhiều tỉnh thành của cả nước dự báo sẽ có mưa dông trong chiều và tối nay. Mưa dồn dập có thể gây ra ngập úng. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Trong chiều và tối nay, Bắc Bộ có mưa dông, có nơi mưa rất to trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa dông về chiều tối, cục bộ mưa rất to trên 70mm. Mưa dồn dập có thể gây ngập úng. Với những khu đô thị, để tránh chết máy khi đi qua đường ngập, quý vị chú ý, giữ đều ga, giữ chặt tay lái, không phanh gấp. Tránh xa những chiếc xe trọng tải lớn vì chúng sẽ tạo ra những sóng nước có thể tràn vào ống xả xe máy, đồng thời khiến người điều khiển xe máy mất lái.